Có thể quý vị mới không tự mình bị ràng buộc vào một tông phái nào và một tổ chức nào. Có thể quý vị mới có được cảm hứng từ sự giác ngộ, phẩm chất giác ngộ, và quý vị nỗ lực trau dồi sự giác ngộ này nơi chính mình. Ngài đã giải thích cho chúng ta cách đảnh lễ Đức Phật. Bất cứ khi nào quý vị đảnh lễ Đức Phật, quý vị tụng: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa. Con kính lễ bất cứ ai có những phẩm hạnh này. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Người đã được hoàn toàn giải thoát, đã được hoàn toàn giác ngộ, và giác ngộ bằng nỗ lực riêng của mình, con xin kính lễ vị ấy. Quý vị kính lễ, quý vị làm điều được gọi là puja. Puja được gọi là samish puja. Puja bất tịnh. Quý vị có một tượng Phật, quý vị dâng cúng hương hoa và kẹo bánh, quý vị cúi lại và quý vị nói: tôi đang làm puja đến Đức Phật. Không. Niramish puja. Cái gì là niramish puja? Là puja tinh khiết. Và ngài nói: dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi. Khi tôi làm puja đến Đức Phật, điều này có nghĩa là tôi cung kính Đức Phật bằng cách bước đi trên con đường dhamma từ mức độ thô thiển nhất cho đến tinh tế nhất. Quý vị bắt đầu bằng sila, giới, là phần thô thiển của dhamma. Rồi quý vị tiến tới samadhi, định, tinh tế hơn sila. Rồi quý vị tiến tới panya, tuệ, tinh tế hơn samadhi. Quý vị vượt qua luôn phần này và chứng nghiệm được nibbana, thực tại tối hậu tinh tế nhất. Đấy là cách quý vị cung kính Đức Phật. Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi. Giáo pháp, dhamma phải được hiểu rõ ràng thấu đáo. Lòng tôn kính của ta vào một vị nào đó, lòng kính tín vào một vị nào đó, không nên trở thành sự kính tín mù quáng, nếu không sẽ chẳng có lợi gì cả.